Xin chào tất cả các bác, các cô, các anh chị. Chào mừng mọi người đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh. Trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì Mỹ Linh lại tiếp tục đồng hành cùng với 7 anh em siêu nhân, lại tiếp tục đổ cái tuyến đường để cho cái kịp tiến độ là đến chỗ điểm trường. Hiện giờ cũng đã làm móng xong rồi nhá quý cô bác ạ. Hiện giờ thì cái điểm trường thì hiện giờ thì mọi người đã làm xong những cái móng, view triệu đô ở đây cực kỳ đẹp. Mà cái điểm trường mấy nữa là sẽ mở đây để cho các con em ở trên đỉnh Hấu Chua này là tập trung về đây để học. Hôm nay là mọi người làm cái điểm trường này nghỉ rồi đúng không? Chắc khả năng ngày mai họ lại tiếp tục. Chắc là họ đang chờ mình làm đường này xong để họ dễ chở xi măng với cả vật liệu lên đúng không? Hôm qua nhà bác chơi là làm cái gì đấy? Hả? Cúng mặc khô. À, cúng mặc khô à? Hôm qua nhà bác chơi là có cúng, gọi là cái nét văn hóa riêng của bà con trên vùng cao, có nghĩa là cúng một năm cúng một lần, gọi là để cho gia đình mưa thuận gió hòa, làm ăn may mắn trong cái cuộc sống và cái đường làm ăn nữa. Thì rất mong là các bác cũng thông cảm. Nói chung là Mỹ Linh cũng rất là mong là sau này thì nhiều cái nó sẽ thay đổi hơn. Hôm nay vợ con anh bỏ đi đâu rồi? Đi làm việc. À, đi làm việc rồi à? Hôm nay mấy anh em làm có hứng khởi không? Có. Hơn một tuần là hơn 4-5 ngày là không làm ấy nhỉ? Thế hôm nọ đi Hà Giang chơi vui không? Vui. Có muốn đi tiếp không? Có. Ôi, lúc nào làm đường xong lại cho đi tiếp nhá. Anh em cố gắng nhá. Thế hôm nọ đi Hà Giang về có kể gì cho vợ không? Không. Không kể à? Vợ có hỏi là đi chơi vui không? Vợ hỏi nhưng mà bảo là vui quá. Không muốn về nhà đúng không? Không muốn về. Thì anh em phải cố gắng lên. Thế hiện giờ thì chỗ bên Bắc Sò với cả anh Vừa, anh Phó, anh Xà thì mọi người đang đổ đường ở phía bên ngay cạnh lán. Cố gắng trong cái buổi sáng ngày hôm nay làm đến trưa để ăn trưa thì mong là mọi người sẽ làm xiên có lán, chỗ lán trại mà chỗ anh em nghỉ ngơi. Sau khi có cái đợt xi mới này thì mấy anh em rất là vui, khi là rất là mong là cố gắng làm thật tốt thật nhanh để xong cái tuyến đường này, xong mọi người có thể bắt buộc vào tiếp tục là quay trở lại công việc gia đình, hay là ai đó lại tiếp tục đi làm thuê để kiếm những cái đồng tiền về cho gia đình. Tại vì làm đường thì mọi người cũng không có kinh phí tiền hay là mua đồ ăn cho gia đình ấy, cũng rất là khó khăn.
Trong cái buổi sáng thì mấy anh em đã đổ được tầm khoảng hơn 10 mét mặt đường như quý cô bác đang xem trên cái màn hình nhỏ của Minh Linh có ghi hình đây. Thì cố gắng là trong cái buổi sáng ngày hôm nay để anh em đổ qua lán, sau đó bắt đầu nghỉ ăn trưa, sau đó là chiều để tiếp tục làm qua để đến cái điểm trường đó. Rất là khâm phục chỗ 7 anh em siêu nhân làm đường cực kỳ là giỏi và nghị lực rất là cao. Cái tuyến đường thì nó rất là dài mà cái nhân lực thì cũng rất là ít, nên chỉ có 7 anh em làm thôi. Thế nên là để làm được cái tuyến đường này thì Minh Linh cũng cực kỳ là khâm phục chỗ 7 anh em siêu nhân. Rất mong là quý cô bác, quý vị khán giả xem qua được những thước phim về 7 anh em siêu nhân, thì mong mọi người hãy luôn đồng hành và ủng hộ cho 7 anh em siêu nhân và đặc biệt cả kênh của Thảo Minh Linh nữa. Rất là cảm ơn quý khán giả trong thời gian vừa qua. Bây giờ thì 7 anh em siêu nhân đang làm đường rất là mệt mỏi. Đây, cái đường sáng nay bắt đầu đổ đây. Đấy, các bác, đổ từ cái đoạn này. Hôm trước là đổ đến đó rồi, bây giờ thì tiếp tục là đổ từ đây cho đến lán trại phía bên kia. Đường mặt đường đổ rất là đẹp nhé. Và cũng đạt tiêu chuẩn luôn, quý cô bác, rất là dày, hơn 12 phân đây. Thế làm sao bác chưa? Hỏng à? Sao cái lúc nó bị hỏng á? Mà tới đây à? Nhìn mà tuột ra rồi. Nó bị tuột ra đúng không? À dạ, lúc nào thì cong nó một đầu rồi đó. Nó bị tuột chỗ cái vành ra rồi, đúng không bác? Hiện giờ bác chơi đang sửa lại. Được không? Đau rồi. Sợ không được ấy.
Chị ở đó. Xem à. Ôi, nó bị tuột ra ngoài rồi. Đấy. Đẹp lắm lại. Thời tiết đây là rất là ủng hộ chỗ đánh nhân sinh nhân đổ đường các bác. À, mấy hôm rất là mưa, bây giờ thì trời nó rất là đẹp rồi. Hiện giờ con xe ruồi đang gặp trục trặc của cô bác. Thì bây giờ phải gọi anh Vừ về sửa, tại vì anh chuyên hơn. Nó bị tuột cái bánh ra ngoài ấy, khỏi cái vành. Nó bị tuột ra ngoài thôi đúng không anh Vừa? Nó như ở thay xăm rồi, sửa lại lốp rồi. Sao tím gì? Phải 3 cái mới đủ các bác, 2 cái thì không đủ. Không có à? Thiếu nhờ, thiếu một cái nữa là được đúng không? Đã sửa được. Để bắt đầu bơm lốp. Có bị thủng rồi đúng không? Nó bàn mỏ tỏi à. Có bị thủng xăm rồi. Nó bàn mỏ. Một cái lưu mà ấy lưu mà được à? Mấy lưu cổ lắm à, chúng ta tính thế nữa. Thôi thì được đi à? Ba cái mà, chắc là ai mượn một cái đi đâu rồi. Giờ thì đã đổ đến chỗ cái máy trộn, thì bây giờ bắt đầu là kéo cái máy trộn lên chỗ cái đỉnh dốc ở trên phía trên này nhá quý cô bác.
đổ gần đến chỗ những cái bao xi măng ở đây. Cố gắng là chắc là làm qua lán nhỉ? Làm đến lán ăn trưa. Ừ, đến lán ăn trưa cũng được. Bắt trở lại bác cười, bác nhờ im mộng hết rồi. Không cần đâu, bảo bác xính vào hộ nữa. Ý như thế này, ôi kìa hoa là chắn là có phà kìa than đấy rồi. Hay một chéo rồi. Chắc đi chéo vào đoạn này thôi nhỉ. Chéo qua những cái đoạn ke đá này được. Đợt này là cái đá nó hôm được trước mọi người nghiền nó bé hơn thì làm đường nó mịn hơn. Không biết là làm xong cái tuyến đường này không biết là hữu duyên được quý cô bác nào, quý mạnh thường quân nào giúp đỡ cho mấy anh em siêu nhân đây có những chiếc đèn năng lượng mặt trời để lắp ở những cái tuyến đường này để mọi người đi vào buổi tối nó đỡ nguy hiểm hơn. Tại vì ở trên vực nó quá cao, phải có những dàn đèn năng lượng kia thì nó sẽ sáng hết cả cái khu hấu chua này. Nhưng rất là mong là quý cô bác xem qua thước phim này, Mỹ Linh cũng rất là mong muốn là giúp được cho mấy anh em siêu nhân là những cái chiếc đèn năng lượng để lắp ở cứ tầm khoảng là 10 đến 20 mét là lắp một cái cây cột đèn năng lượng đấy để cho đường nó sáng hơn. Mua được nước rồi đúng không? À. Đường này chắc phải mấy nữa phải có đèn năng lượng thì nó với đi lại buổi tối đỡ sợ hơn nhờ anh Vừ nhờ. Hả? Đi dưới nó cao quá. Toàn vực bên tay phải đúng không? Đấy các bác rất là nguy hiểm. Anh em thì mấy anh em siêu nhân bà con hấu chua thì ai cũng rất là mong muốn là có những chiếc đèn năng lượng mặt trời ở đó. Thì rất mong là quý cô bác xem qua được thì giúp đỡ cho 7 anh em siêu nhân đây. Có những chiếc đèn năng lượng để lắp ở cái tuyến đường mà 7 anh em siêu nhân đã bỏ rất là nhiều công để giúp đỡ cho bà con ở thôn Hấu Chua này có một cái tuyến đường đi lại, mang tương lai đến cho bà con ở thôn Hấu Chua, đặc biệt là các em nhỏ ở đây, mấy đứa chuẩn bị xây điểm trường đây nữa cơ.
Hôm nay cũng là mua thịt với cả nước và cho mấy anh em nấu cơm ăn. Rất may là có Lử đi cùng Mỹ Linh để giúp đỡ Mỹ Linh nấu cơm cho mấy anh em siêu nhân. Còn cái công tác thì Linh sẽ ở đây để ghi lại những video hình ảnh cho quý cô bác xem. Xăm rồi. Hỏng luôn rồi.
thái nhỏ ra rửa ơi. Rửa đang đúng cơm cơ. Trời đang trở bát. Thank you.
Rau cho lên bàn này. Có tớ không nhỉ? Các bạn ngon chưa? Cho mấy anh em đổ nốt hết những cái bao xi kia với cả đống bột đá này cho mọi người nghỉ ăn trưa. Hiện giờ thì cũng đã 11 giờ rồi.
mình ngon chứ không ai à đâu. Sao lúc nào đi mua lợn à? Đi mua bò. Mua bò á? Cảm ơn. Mua đi bán lại. Đi thêm thêm là quá hài hết bà. Ta bỏ rau bỏ xem nào cái mì á, nước à xem rau sôi á, rau sôi rồi, thôi bớt xuống你要叫他去切了咯了，我们搞不好找到几个人，越切越好，越切越大，越切越大。那你往哪屋了？去不去哪屋？那他不好找嘛，来，我放了，越切越大，没有。哎，你去放了嘛？哈哈哈哈哈。那快叫他躺在去就就。他老早没有，就是躺在去找。你去，让他忙了点去。好，再找哪个去啊？ 你弄白果，每天你去做。哈哈。啊，你看那个，今天要白天，你看你们那么高，你看今天要给你，今天要白天，你看你们这个很高。你看那个很高，你看那个。这是干什么？这是白果啊。这是。我们家里他只有一个，这个做。这是刀啊。老大了。这个放一刀。 原来是一撮撮，他差了点分，分啊，几刀刀，然后这他切不到嘛，几刀，几刀刀，然后下边那就是那几个有沙轮的，还一刷。你看老母，我不知道老路切了，宽窄分窄呀。你看刀切大不切？对。多少？多少？多少？多少？ 找老，找你麻烦点。打。你咋地去？打。我。哎呀，那两个，还一个，还剩，还剩几个的呀？还几个个吗？没没没别。哦。哦，起码。 我说干的，这个还能一个还的，那东北那个我就去了。你看这里黑天到晚，这都是。你看这好嘛？红烧，红烧嘛，一点点。加水，加水，那一点点。看到没？他是干药，俺是干老板，你看，老板都是老板。 你木走咋的？
Bây giờ đến giờ ăn cơm trưa rồi. Anh em về ăn cơm đi. Ê, chuẩn bị đi. Ai đến vào trước thì vào ngồi trước đi. Đấy, ngồi hẳn vào trong kia luôn. Kia bác Xính với cả anh Xà, mọi người ngồi đây luôn. Đấy, bác chơi gì hẳn vào trong nữa. Tí mọi người về một cái là mọi người ngồi luôn. Cơm, bữa cơm trưa của mấy anh em siêu nhân. Đấy, vào đi. Anh Xà, bác Xính rồi. À, đang rửa chân à. Đấy, múc cơm đi, múc cơm đi. Hải mộ hả? Hải mộ kìa. Ồ. Đi à. Sao Lì mới dậy à? Nhóc trẻ vào chân trước, vào chân trước. Nhóc chân trước in gì. Thôi nhỉ, bác Xính lâu nhỉ. Anh Sàn đấy. Xong chưa, phải ăn cơm đây. Tà đâu? Phải đợi một tí nha, bác Xính đang rửa chân. Bác cho khoai kìa, khoai kìa đũ đi. Không phải kẹt chào đi, phải kẹt chào. Mình đi ra mất nhé. Đi ra. Mình tàu. Mẹ chị chị. Đấy, lấy cho anh em uống hết đi. Anh em mình thì thôi. Ăn ké cùng mấy anh em thôi. Ké in thì mỏi. Thiếu... Làm gì thiếu bát đâu, bát đầy à? Thiếu anh nào nhỉ? Còn bác Xính nữa, bác Xính đang rửa chân. Đấy, cái thằng gái ta đèo theo thảo có đó. Mất cả phải lăng. Này, hắn đây phải lên. Mất tỷ chứ thế nào? Chưa bốc cơm ạ. Chó ta lên rồi, nhớ không nhìn. Hải cua. Cái ta là tỷ nhé. À, còn cái thìa múc canh nữa quỳ. Thôi, cởi ủng ra đi. Cứ chặt khâu lên. Xì lặn nó tỏ. Thôi, vào đi. Rồi, vào đi, vào đi. Rồi, ăn đi, bác Xính ngồi gần vào. Ngồi vào đi. Cứ ngồi gần vào chỗ của Mỹ Linh đi. Mỹ Linh không ngồi được, không sao, tí Mỹ Linh ăn sau được. Đấy, anh em ăn đi. Ờ, đủ ăn đi. Ừ, mời mấy anh em nhá. Nó đi, nó đi. Thoải mái. Ui không, đừng cho nước nhiều quá. Ui ôi, nước chấm đừng cho nhiều quá, nó không ngon đâu. Được, ăn đi. Mời mấy anh em nhá, mời tất cả các bác cùng với mấy siêu nhân ăn cơm. Cái súp vào được, cho thêm một gói vào đi. Súp còn. Hết rồi, hết thôi. Chưa đâu đây. Cho vào trong cái nước chấm này. Cho nó đậm thì anh em chấm nó mới ngon. Nhạt quá nó. Để ai khuấy cái nước chấm lên. Đấy. Kiểu đều đấy, ăn nó chấm nó mới. Ăn đi nhá, mọi người nhá. Chiều lại làm tiếp. Thôi, mình đi mời các bác nhé, ăn cùng mấy anh em siêu nhân.
Ngon đấy. Dòng ăn nhé, ăn tí cho bác cũng bảo mồm kêu như lợn. Đấy. Nó xính là nhiều tuổi nhất phải ăn khỏe nhất nha, để có sức nha. Thôi để tiện cho mấy anh em siêu nhân ăn cơm thoải mái thì với video hôm nay của Mỹ Linh đến đây kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên đỉnh Hô Chua. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhé.